Câu hỏi của bạn Vũ Tuyết, 56 tuổi. Tôi bị hở van tim 2 lá, 3 lá, mức độ 2/4 thì nên uống thuốc gì ạ? Chả uống gì cả. Không cần uống gì cả. Nếu như trong trường hợp mà không uống thuốc gì thì cũng người bệnh thường tâm lý là phải uống thuốc thì mới đỡ ạ. Thì giáo sư có thể là lúc đó, lúc đó thì chúng ta dùng thực phẩm chức năng được. Dạ vâng ạ. Vâng. Thì lúc đó thì cái thuốc thực phẩm chức năng mà liên quan tới lấy cái tim ấy thì có thể là ích tâm khang cũng được, và ngày 4 viên được, chia hai lần sáng hoặc chiều, hai lần được. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống ích tâm khang mỗi ngày. Ích tâm khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích tâm khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích tâm khang tăng cường sức khỏe trái tim. Đông Tây mang lại niềm tin sức khỏe.